Anh Hồng cho em chị biết được cảm nhận về anh đón tuổi 62 như thế nào. Vâng, rất là tuyệt vời. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Mai phải đóng cửa lại nhé. Hôm nay đấy là sinh nhật của anh Hồng. Mai phải ra ngoài nói chuyện nhé. Tại vì Mai sợ là anh Hồng sẽ nghe tiếng đó và sẽ ra đây để... Anh không biết là cái bất ngờ này Mai, vợ chồng Mai dành cho anh ấy. Thật sự đấy, cái hôm nay đấy, cái bất ngờ này là không phải dành cho anh Hồng đâu, mà đó là khi mà khách sang nhà Mai thì cái việc vợ chồng Mai phải chào đón. Mà mỗi lần vợ chồng Mai mà về Việt Nam ấy, thì chị Minh ấy không để cho Mai có một cơ hội trả tiền. Thì đến khi mà chị sang Pháp ấy, thì vợ chồng Mai cũng muốn tiếp đón lại anh chị một cách tốt nhất. Thì hôm nay đó, ông xã của Mai muốn tạo bất ngờ cho anh chị. Thì, cô chú chị các bạn còn nhớ là năm 2018 không? Kỷ niệm 11 năm ngày cưới của vợ chồng Mai. Thì ông xã cũng làm cái bất ngờ cho Mai. Và hôm nay đó, thì anh ấy cũng muốn, cái này là cái sự bàn bạc của vợ chồng Mai là làm bất ngờ cho bốn anh chị. Thì gia đình nhà Mai không đặt trước nhé. Khi gia đình nhà Mai tới đây ngày thứ 5 và bắt đầu thứ 6 anh ấy đặt. Anh ấy muốn đặt thứ 7 nhưng mà hết chỗ, không còn chỗ. Thế là anh ấy quyết định đặt vào ngày Chủ nhật. Thì thật sự ấy là cái ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật ấy là chỉ cần có lốt, có cơ hội là gia đình nhà Mai mới đặt. Nhưng rất tiếc là họ không có nốt ấy, thì nó lại vào đúng ngày Chủ nhật. Thì sau khi gia đình nhà Mai đặt được một ngày ấy, thì mình không có biết đó là ngày sinh nhật của anh Hồng. Và đến bây giờ đó là sau đó một ngày ấy, thì em biết sinh nhật anh Hồng. Thì đây cũng là một cách tặng bất ngờ cho anh đón tuổi 62 trên bầu trời Monaco. Đó, Mai phải đi ra ngoài nói chuyện nhá. Đóng cửa lại để trong nhà không nghe được gì đây. Đó. Vì có chị Cúc đang ở trong nhà. Thế là không biết là có chuyện gì xảy ra. Thế vai ra ngoài, Mai nói một mình. Bất ngờ, bất ngờ. Đó, em tranh thủ ra ngoài nói xấu chị Cúc và chị Minh. Nhất trí. Thế là phải ra ngoài nói xấu chị. Cứ xấu một tí rồi lại đẹp nhiều hơn. Thế bây giờ em xấu phỏng vấn ít, đẹp nhiều hơn. Em phỏng vấn chị nhá. 12 giờ đêm vừa rồi là chồng chị ra đời. Chị ngủ có ngon không? Chị ngủ ngon lắm. Chị còn không biết là ra đời lúc nào nữa. Đã sinh. Đấy là cô chú anh chị các bạn. Bà ngoại đã sinh, bà nội nhỉ? Ông bà nội sinh. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Chồng chị Cúc là chào đời ngày hôm nay. Bắt đầu từ 12 giờ đêm rồi Mai đặt máy quay. Và đây người chị yêu quý của em, chị Minh. Đó. Hôm nay bí mật chỉ có hai chị em mình biết mà không bật mí cho ai nhá. Giấu nhá. Nói là mua bánh pizza cho anh Hồng thì... Ôi giời, lại nghĩ là mua bánh pizza cho anh Hồng không? Ai là mua bánh pizza? Mua bánh kem. Anh ơi, bánh kem nhưng mà rất tiếc ở bên Pháp nhá, Chủ nhật họ đóng cửa. Họ chỉ có mở tới 12 giờ trưa. Những siêu thị, quán, những cái chai bánh. Nhưng mà thành phố lớn em không biết nhá. Nhưng mà hôm nay là mình tản bộ sang Monaco. Thì không biết rằng Monaco họ có mở cả ngày hay không. Nếu mà mở cả ngày thì món quà của em sẽ mua tặng anh Hồng một cái bánh bánh kem, bánh sinh nhật, và tối nay sẽ thổi lên tại nhà đó. Còn nếu mà họ đóng cửa rồi thì chấp nhận vậy thôi. Đấy, anh chị này, anh chị đang xem lại video mà Mai up lên YouTube đấy, rất là vui. Bây giờ hôm nay đón tuổi 62 bảnh trai quá cơ. Ê Mai cứ dọa làm cho anh run. Sinh nhật nhà người ta mà mình cứ tưởng từ sáng đến giờ thôi. Đấy. Làm cho anh Hồng mình cứ run mà không biết chuyện gì nó xảy ra. Đúng là chú rẻ đây. Hôm nay là chú rẻ. Anh có cưới là chú rẻ. Anh cưới lại Monaco không? Rồi. Trên đây anh đặt những cái gì rồi? Tôm với cả cuông đấy chưa? Không, anh này đặt món Việt Nam luôn. Đấy, đây đặt món Việt Nam trên Monaco nhất. Đây này. Đây là đúng cảnh, có nghĩa là không, nhưng mà nó đặc biệt hơn ạ. Đây là đúng cảnh ăn ké nhảy mồm đại gia, nhưng bây giờ đang cố gắng lệnh anh ấy để xin được bữa trưa ở Monaco. Hôm nay là tình cử chưa? Bây giờ gia đình nhà Mai vừa ra khỏi nhà để lên đường sang Monaco. Hôm nay được quyền quát đấy. Đúng rồi. Hôm nay là ngày của anh đấy. Rồi. Cả đời ấy. 365 ngày. Được một ngày. Rồi. Anh chị ơi. Ủa,
mọi người cầm hộ chiếu chưa? Cầm hết rồi. Rồi yên tâm, hôm nay em bán mọi người xong tàu nhá. Hôm nay sang Monaco thì là một nước khác nên nó phải kiểm tra hộ chiếu rồi, nó phải cầm thôi chứ đúng không rồi. Nên đuổi. Đúng rồi. Đấy, cho nên là chắc chắn phải cầm, nhưng còn ai không cầm là đứng ngoài Monaco nhá. Đúng rồi. Đứng ở cửa khẩu. Có nghĩa rằng là đứng ở bên này đường nhìn sang bên kia đường đấy. Đấy đấy, hai em mình gọi chia tay nhau từ đây đấy. À, đây là sân vận động của Nice nhá. Nhà Mai đang trên đường tiến vào Monaco nhá. Hiện tại thì anh Hồng rất là đang cao giọng rằng là chút nữa anh sẽ trích. Đây là anh bổ cái thê gu này này. Đấy đấy, đây là cái chỗ này là cái phong tre, là cái ranh giới đấy. Hiện, hôm qua thì cháu Mai rủ đi chơi thì anh Hồng cứ rụt rè bảo anh chịu chú thì anh phục chú đấy. Thế là hôm nay đúng sinh nhật của anh một cái là được ngày anh đi lên. Anh tỏa sáng ngay, anh mạnh miệng ngay, anh bổ chút nữa anh sẽ check in khách sạn nổi tiếng. Và sau đó là có cung tần mỹ nữ. Người cung tần mỹ nữ. Mời cung tần mỹ nữ. Anh còn tối hôm qua anh dùng Malacom rồi. Ờ, sợ thật đấy. Malacom rồi. Nhìn thấy bình minh ở biển Côte d'Azur một cái là anh rạng rỡ ngay. Rạng rỡ luôn. Đấy, anh ấy bổ là chút nữa mình sẽ đi vật tour này đây. Một bên là núi, một bên là biển. Hôm nay có người trên xe bảo lãnh à? Happy birthday. Thank you, Leo. Tại sao anh lại tên của một loài? Một loài quả. Anh ơi, đây là cái sân vận động nhá, sân vận động của Monaco của Pháp. Monaco. À đây là sân vận động của Monaco này đó. Mai cứ đi tới đâu ông xã chỉ thì Mai sẽ giới thiệu như vậy nhá. Hiện tại thì đang có giải đua xe đạp này, cho nên là bốn ngã tư là đang có người ta đứng, người ta cắn ở cạnh đường đó. Đua xe đạp nhỏ thế nhá. Anh thấy này, mình ở chỗ này đang ici là Monaco. Mình đang ở Monaco này, chỉ đi cái vòng xuyến kia một cái, ở bên kia cái là Pháp nhá, quay sang bên trái là Monaco nhá. Đây là cái ranh giới giữa Pháp và Monaco. Đây đây, bây giờ mình đang ở Monaco này, rẽ bên kia là Pháp, quay sang bên trái là Monaco. Cái cảng của Pháp chứ không phải của Monaco đâu nhá. Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại bây giờ mọi người đang có mặt ở Monaco. Gia đình Mai vừa đỗ xe xong nhá. Mai nói thì cứ cười. Tại vì khi mình làm một cái điều gì đó cho ai đó thì mình rất là vui. Nhưng mà ai đó vẫn chưa biết. Mai thì Mai không dám diễn trái. Tại vì diễn trái là bật đến cuối cùng mới bật lý sẽ biết. Nên là hiện tại bây giờ là đang đi sớm 30 phút. Rất là vui. Tại ông xã muốn. Gia đình nhà Mai đi sớm 30 phút nhá. Trước hết ấy, thì ông xã sợ nhất là không tìm được chỗ đỗ xe. Nhưng ông xã đã kiểm tra trên mạng là biết có chỗ đỗ xe rồi, nó rất là gần, mình đi khoảng 50m là tới nơi. Nên là hôm nay đi thật sự sớm vì mình hẹn có giờ đấy, mình không thể nhỡ được. Nên là chút nữa thì khoảng cỡ 20 phút nữa mình sẽ vào trước 20 phút. Và cũng phải muốn rằng là cảnh sát bên đây thì kiểm tra hộ chiếu passport của mấy anh này. Đó, và anh Hồng thì là rất là tự tin, hôm nay sinh nhật của anh ấy. Nên là sẽ không bao giờ bị sờ gáy. Nhưng mà chút anh vẫn bị sờ gáy bình thường. Đây đây, giời ơi, giời ơi. Đấy, anh Ngọc nha. Sang Pháp này chỉ có buộc dây giày cho vợ thôi rồi ạ. Muốn tuột dây giày thì phải. Úi giời ơi, úi giời ơi. Hôm nay không phải sinh nhật của bà ấy đâu. Trai Pháp ngay nha. Biết được còn kiểm tra đấy. Cố gắng lưu hành đến tận khi về nhà anh nhé. Bà mượn chìa khóa xe xuống đấy. Úi. Đó, anh nói là mình đang ở chỗ cái đầu của Monaco. Xong bây giờ mình đi thẳng hết Monaco thì chỉ về bên trái thôi, chỉ về bên đây thôi. Và bên đây là La Côte, là kiểu là bờ biển đó. Chỉ ngắm vào bên kia thì rất nhiều du thuyền, trước mặt mình rất nhiều du thuyền. Nếu anh chị muốn thì chút nữa sẽ đi xe buýt đấy, lên xe buýt đi một vòng Monaco đó. Đi chứ. Để cho mình biết. Anh Hồng ơi, em ấy là em cố tình để anh quên điện thoại trên xe. Và em chắc chắn là không cho anh lấy điện thoại hôm nay đâu. Cho nên một ngày hôm nay là anh nhớ mãi sinh nhật 62 tuổi của anh là anh không được dùng điện thoại một ngày.
Nó lại giữ giới nhá, giữ giới nhá, gái không được nhìn nhá. Và có gì đấy thì anh phải qua, muốn hình ảnh là phải qua bọn em. Đó. Không biết là ông anh đây có cái gì, có cái điều gì thẫn thờ hay là vui mừng mà quên cả điện thoại đấy hả? Có gì cũng để quên mỗi đó. Cái mà thế... hồng treo gió. Anh Hồng nhớ nhá, một ngày nay anh không sử dụng điện thoại. Cần cái gì đấy là xin hình ảnh lại của em, của chị Minh, của anh Ngọc và của chị Cúc, vợ người vợ thân yêu của anh. Ôi, Monaco này. Lần đầu tiên đến Monaco. Một thành một đất nước nhỏ trong, xinh nhỏ thứ hai trong lòng miền Trung nước Pháp. Buổi sáng sớm ở Monaco rất là đẹp nhá. Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ 5 phút sáng. Rất là bình yên. Mai đang đi bộ trong một cái công viên. Bên cạnh kia nhá là có một cái rạp xiếc. Tại vì ở Monaco rất là nhỏ đó, nên là rạp xiếc ở tại ngồi cái công viên luôn. Hiện tại các anh đang đi đằng sau nhá, sẽ không biết Mai nói gì nhá. Sẽ đi trực thăng vào lúc 9 giờ 30 phút mà hiện tại bây giờ có 9 giờ 5 phút. Phải đợi thêm 10 phút nữa thì bắt đầu mình mới đi bộ ra đó. Tại vì sợ đi bộ ra trước ấy. Thì anh chị sẽ biết. Đây này, cô chú chị các bạn. Thấy chưa? Mai đang đứng bên cạnh này. Đó, Mai đang đứng bên cạnh những cái trực thăng mà Mai đã đặt đấy nhá. Thuê trọn gói luôn. Cái trực thăng này mình chỉ đi 6 người thôi nhá. Để cho cô chú chị bạn có thể biết rằng là đấy, đây là ông xã của đi vào rồi, cứ đi vào. Bạn Mai sẽ biết đấy. Nhưng mà hiện tại thì hai bạn đang chụp hình ở kia, không biết là Mai quay trực thăng ở đây. Đó cô chú anh chị các bạn, giờ 9 giờ 7 phút rồi. Vẫn còn chưa có ai nhá, thì nốt của Mai là nốt sớm nhất. Nốt sớm nhất hiện tại đang có 3 cái trực thăng đỗ ở đây. Ở Pháp nhá, là sau cái nốt của Mai từ 10 giờ sáng trở đi ấy, là nó sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho đến tối luôn. Tại vì là khi mà Mai đặt đó là người ta nói là đã phun luôn này, thứ bảy phun luôn rồi, và chủ nhật cũng chỉ còn cái nốt này thôi. Kỷ niệm 11 năm ngày cưới, ông xã em làm bất ngờ thuê riêng một cái trực thăng bay 20 phút trên bầu trời Monaco cho gia đình nhà em ngắm. Thế hả? Không biết là đến khi 21 là mong có làm lại không ấy. Làm được mà, chuyện nhỏ mà. Không, đấy là anh phải tự nguyện cơ chứ ai đi hỏi. Anh bảo gì cơ? Có cái máy bay để ngoài. Đây không phải máy bay, là trực thăng anh ạ. Ừ. Ở trực thăng đấy, anh bố trí đây thì có ai cần đi không? Có, em cần đi. À. Em thích đi. Về trực thăng đây, hôm nay sinh nhật anh, em sẽ thuê một cái trực thăng để đưa anh lên bầu trời Monaco để ngắm toàn cảnh. Đây, gia đình nhà Mai đang tản bộ ra cạnh bờ biển. Đẹp chưa? Ngoài xa xa đang có một cái du thuyền, nhưng hiện tại mặt trời buổi sáng sớm ấy, mặt trời lên ấy, rất là đẹp nha. Lâu lâu mới đón được bình minh thế này đó. Ừ. Bây giờ thì em vật lý vợ chồng em có một món quà bất ngờ dành tặng anh. Yeah. Tất nhiên là đây là cái món quà dành tặng 4 người, nhưng mà không may ấy, nó trúng tiệc của anh Hồng. Ừ. Cho nên là muốn anh rằng là đó một cái sinh nhật bất ngờ tại Monaco. Tại Pháp là nơi vợ chồng em chào đón các anh chị. Và bây giờ em chỉ có một yêu cầu nhỏ đấy, là anh chị không được dùng điện thoại nhá. Mình tập trung, mình hưởng thụ cái thời gian này, cái khoảng khắc này. Và khi đó bây giờ đưa hộ chiếu cho em. Bây giờ khai báo hết nhé. Bây giờ phải rời khỏi Monaco là phải đưa hộ chiếu rồi hết cho em. Đây là, nếu mà anh muốn mọi chuyện nhanh chóng, nó chặt chặt cái gì vào đây cái. rồi. Là em cái gì ấy, thì ta sẽ nhanh hơn. Đúng, anh chẳng hạn là 50 đồng chẳng hạn. Cái này à? Ok. Và như này nhá, bây giờ đấy thì đi vào đây họ sẽ kiểm tra. Sau này vào đấy nó rất là ồn. Anh chị cầm tay nhau đi vào để hưởng trọn cái khoảng khắc này. Sau đó đấy, khi mà lên trực thăng rồi đấy, thì lúc đó đó, ở trên đấy mình có cái tai nghe là captain họ sẽ nói với mình, giới thiệu đây, trên đây, lên đây. Anh không hiểu không sao, nhưng mà trên đấy mình đừng có nói. Tại vì khi mình nói đấy là họ sẽ không nói nữa, mà mình nói gì họ cũng nghe tiếng. Nên tốt nhất là mình không có nói mình gì. Không dùng điện thoại. Không, lên. Nói chung mình dùng được. Thì không, mình dùng được.
Đặc biệt lên tới trực thăng rồi thì anh chị muốn quay cảnh kiểu gì thì anh chị, nhưng đặc biệt là đừng có nói, tại vì là anh mà nói em mà nói thì bé Peter nó biết sai. Nói thế anh hiểu gì, tại vì ai cũng nói. Thế nên đấy là cứ im lặng không nói gì, thấy cảnh đẹp thì cứ quay thôi. Okay. Cảm ơn mày. Mày có cảm ơn cảm ơn Mai Ly. Có một món quà rất là tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật anh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Helicopter Monaco. Bây giờ thì anh Hồng đã biết được bí mật và để cho anh chị thưởng thức khoảng khắc này. Đó là cách lý do mà Mai kêu đi sớm để không bị lỡ, tại vì mình đặt một cái nốt cuối, nốt sớm nhất mà mình trong một ngày không còn một nốt nào nữa. Có nghĩa là nếu mà hôm nay mình không nhận cái nốt này là mình không có cơ hội để đi luôn. Nên đi sớm để chắc chắn không bị lỡ. Và giờ này chờ y check out xong rồi đấy là đi. À cũng có người khác đi cùng giờ với mình kìa. Tại vì là cái giờ gia đình nhà Mai đặt là thứ 6 á, nên là thứ 7 là hết chỗ và chủ nhật thì chỉ còn cái nốt này thôi. Ông xã em ấy thì bây giờ vật mí là ông xã em ấy là ngày xưa bọn em đi có 20 phút thôi. Nhưng mà ông xã em thì muốn thuê hẳn một tiếng là bay tận cái Dordogne mà lần trước em du lịch ấy. Tại vì chỉ cần 20 phút mình đã bay tới Nice rồi. Nhưng mà anh ấy muốn bay toàn cái Côte d'Azur này để anh chị ngắm được trọn cảnh. Nhưng cơ mà người ta không còn nốt nào nữa. Nếu mà anh chị muốn đặt một là ngày thường, hai thì đặt thật sớm, mà mình thứ 6 mình đặt chủ nhật thì mình không còn nốt. Và đây là nốt sớm nhất trong ngày là mình phải nhận. Ai cũng muốn bay buổi chiều, thời ta nó đẹp hơn, quang cảnh đẹp hơn. Nhưng mà mình không có nốt, nhưng quan trọng nhất là chào đón anh chị trên bầu trời Monaco và cũng mừng sinh nhật anh Hồng trên bầu trời Monaco. Xin cảm ơn. Thank you vợ chồng em Mai rất nhiều. Đấy, hỏi là cháu đi chưa mà tôi đã đi rồi. Cũng đi ở đây đấy. Đấy. Hiện tại giờ ông xã đang đưa hộ chiếu để họ check in nhé. Đó đồ vào. Ông xã đang nói là hôm nay sinh nhật của bạn đấy, muốn tạo bất ngờ cho bạn. À. Đây nha, đây là chỗ đợi nha. Ôi, có lẽ không có đẹp lắm. Chị yên tâm, 6 người mình trên một chiếc trực thăng riêng nhé, không có ai đi cùng mình nhé. Gia đình đang chuẩn bị lên trực thăng ngắm toàn cảnh Monaco nhé. Đây là món quà bất ngờ vợ chồng Mai dành tặng vợ chồng chị Minh và vợ chồng chị Cúc. Merci. Đi đúng cái vạch xanh nhé. Good morning. Mọi người đang tiến về chiếc trực thăng của mình. Oh. You speak English? Yes, I can speak that's French. That is forbidden under the helicopter. It's dangerous. Oh, I know. Yeah, I can take it in my hand. Yes. Thank you. Không được cầm cái cây quay này trên trực thăng, mà mình có thể cầm cầm điện thoại thôi. Đi đúng cái line blur này nhá. Mọi người đang ra phi trường, đang tiến ra phi trường bằng xe hai cẳng Căng Hải. Đấy, sang bên Tây một cái là ra phi trường bằng Căng Hải. Ở dưới cái ghế là có cái xanh chưa security, là chị phải thắt vào như thắt an toàn vào nhá. Oui. Vous pouvez faire le téléphone, mais oui. Mettre mode avion. Oui. Ok. Attention à l'oreille. Điện thoại thì được sử dụng nhưng mà dùng cái mode avion, có nghĩa tắt tắt sóng đi. Ừ. Ừ, giống như mình trên máy bay đấy chị. Làm gì có sóng đâu. Không, phải để chế độ mà. Máy bay. Ôi, đã tới trực thăng. Happy birthday. Hoàng Hồng.
Đến đây nhá thì ai cũng chụp hình lưu niệm trước khi lên trực thăng. Mọi ngày xưa bọn em lên ấy là cái trực thăng này nó đang bật tiếng ấy, nó đang bật đấy, chỗ nó ồn điếc cả tai. Mọi người đã lên nhé, bây giờ đến lượt Mai lên này. Sao thế? Bonjour. Ông xã đang thắt dây an toàn cho Mai. Rồi, cái dây an toàn thắt chỗ này nhá. Khi trực thăng cất cánh ấy, thì phi công ấy cũng giống như là một hướng dẫn viên du lịch. Bay tới đâu đấy họ sẽ giới thiệu mình tới đó. Như cô chú anh chị các bạn đã biết đấy, Monaco là một nước rất là nhỏ bé, nó chỉ có 2,02 km thôi. Trước thì nó chỉ có 1,5 km vuông thôi, nhưng mà sau này đấy thì họ có phá thêm núi rồi là lấn thêm biển thì mới được có 2,2 km, rất là nhỏ bé. Một đất nước mà có nhiều triệu phú, tỷ phú nhất trên thế giới nhé. Tại vì cái số cây km vuông thì rất là nhỏ, và cái
người dân cũng rất là ít nhá. Lên trên đây đó thì cứ đi tới đâu ấy thì phi công sẽ giới thiệu tới đấy, du thuyền thế nào, những ngôi nhà làm sao. Ở đó thì phi công đang giới thiệu là bên núi bên kia đó có một căn hộ mà giá của nó đó, căn hộ Mai không nhớ, hình như là 300 mét vuông hay sao ấy, giá của nó lên tới 350 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn có thể tưởng tượng ra là nó lên tới bao nhiêu, 10.000 tỷ cho một căn hộ. Sợ thật đấy. Anh ấy giới thiệu ấy là khi hôm ấy mà cái căn hộ đó đó có cái tiệc gì ở đó ấy, thì thôi rồi đó, tất cả trực thăng làm việc trong vòng mấy ngày non stop luôn, có nghĩa là cứ bay ra bay vào, bay ra bay vào, tại vì là ở đó là phải là một tỷ phú mua cái căn hộ đó đó. Nói chung là phi công cũng hỏi là bạn của Mai có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp không, thì Mai nói là không. Sau đó là họ nói cho Mai giới thiệu, sau đó là Mai dịch lại để cho bạn mình biết đấy. Cứ đi tới đâu thì họ giới thiệu tới đó. Đi hết bên biển thì mình sẽ đi lên bên núi. Và chỉ cần đi 5 phút thì chắc đã hết Monaco rồi đó. Không phải là hết Monaco mà mình đã nhìn được hết rồi đó. Nên là nói chung là đi 20 phút là thoải mái rồi nhá. Còn nếu mà cô chú anh chị các bạn muốn bay sang Nice, người ta cũng bay sang, nhưng mà nếu mà đi 20 phút thì chỉ bay sang là thôi chứ không bay về được. Đó. Còn đi ở bên đây thì mình có thể đi hết bên phía biển này, sau đó là mình bay vào bên núi kia. Đó, họ cũng chỉ là cái núi này thì đây là Pháp, đây là Monaco và đây là Ý. Đó, cái giữa cái núi đấy, nói chung là rất là dài. Và trên trực thăng thì mình quay cái toàn cảnh nó đều giống nhau đó. Một là bên nhìn được biển, hai là nhìn du thuyền, ba là nhìn núi thôi, chứ không có cái gì hơn cả. Nhưng Mai rất là vui là anh chị được đón một cái sinh nhật bất ngờ và cũng được là sang tới đất nước nhỏ bé thứ hai của thế giới. Nói chung là khách du lịch ai cũng muốn được đặt chân tới một lần, không phải vì cái độ giàu sang xa hoa, mà đến đây thì thời tiết rất là chiều lòng người. Từ toàn đất nước ấy, rất là đơn giản. Mình có thể đi bộ một ngày ròng rã có thể đi được hết đất nước á. Nhưng tất nhiên là mình thì mình chưa bao giờ mình đi bộ, mà lần nào tới nhà Mai sang thì cũng đi bộ một lúc, sau đó là bắt xe buýt thì xe buýt đi rất là rẻ mà. Mình xuống chỗ nào cũng được. Nên là chỗ nào cũng có cây xanh, cũng có bóng mát. Rất là đẹp luôn, nên là sang đây sẽ không có chán nhé. Nếu mà cô chú anh chị các bạn sang Pháp du lịch ấy, thì hãy tới Monaco. Tới đây thì không có lo, mình chỉ dành có đúng một ngày ấy, là mình có thể đi ngắm thăm được toàn cảnh đất nước Monaco. Do là video rất là dài đấy, nên là cứ chung cảnh thì Mai sẽ cắt bớt đi để không có dài quá, cô chú anh chị bạn xem sẽ chán đó. Cứ đi tới đâu một cái thì anh phi công cũng lại hướng dẫn nói. Khi anh ấy nói như thì tất cả mọi người ở trên trực thăng đều nghe tiếng hết, tại vì mình đeo cái tai nghe này đó là đã tránh tiếng ồn rồi, hầu như nên cho đến mình không bị ồn đâu, không độ ồn nhiều đâu. Tại vì Mai quay này thì cô chú anh chị các bạn thấy ồn đó. Còn đôi khi mình đeo tai nghe, mình có nghe tiếng ồn nhưng nó ít đi rất là nhiều, nó phải giảm đến 80% đó. Nên là anh phi công nói gì mình cũng hiểu hết. Sau đó là anh im lặng để cho Mai lại dịch lại cho bạn Mai hiểu.
Đó, cô chú anh chị các bạn có thể ngắm du thuyền từ trên cao nhá. Đó, ngắm trọn đất nước Monaco nhỏ bé từ trên trực thăng. Đó, mình có thể nhìn được từ đầu đất nước đến cuối đất nước. Thật sự là còn ngắm được cả ba nước trong cái thời gian rất là ngắn luôn. Giữa cái núi này đấy thì anh phi công có giới thiệu là giữa Pháp, Monaco và Ý chỉ qua một cái con đường trên đồi núi kia đấy, đó là đã tới Ý rồi. Đó, sau đó là anh ấy bay vào tận giữa cái núi này, anh bảo tôi đã sang tới Ý rồi đó, thì mình sẽ quay lại. Đó là lý do tại sao đó mà khi mà vào ấy thì là họ phải có hải quan cũng kiểm tra hộ chiếu của mình đấy. Tại vì đất nước Monaco rất là nhỏ mà, nếu mà không muốn ra khỏi phận sự thì chắc Mai nghĩ là chỉ bay có 5 phút rồi đó. Chỉ bay 5 phút vòng vòng trong cái Monaco thôi. Nên là họ cũng kiểm tra an ninh nhá. Nhưng mà lúc mà kiểm tra an ninh ấy thì có anh nhân viên có nhắc nhở Mai rằng là bắt đầu bạn có thể quay ở đây, đi vào bên trong thì bạn có thể được quay, nhưng mà khi mà kiểm tra an ninh ấy thì bạn đừng có quay nhé, đó là mình phải tôn trọng. Vì vậy mà khi mà đi vào đấy thì cô chú anh chị bạn không thấy họ kiểm tra hộ chiếu của mình. Nhưng mà ai cũng phải kiểm tra hộ chiếu sau đó mới được đi lên trực thăng đó. Quà bất ngờ của vợ chồng Mai dành cho hai vợ chồng anh chị đã xong. Bây giờ thì trực thăng đã hạ cánh nhá. Ở bên trong nhà này thì còn rất là nhiều trực thăng này. Đó, ở trong cái bên tay phải của Mai đây vẫn còn mấy trực thăng á. Các anh chị thấy không, ba cái trực thăng nó chạy không dừng luôn, anh thấy không? Mình vừa tới là cái có ba cái trực thăng đúng không? Mà bây giờ lúc nào nó cũng chạy. Còn nhiều máy bay nhưng nó chỉ có 3 cái hoạt động chị. Đó, chị đấy 3 cái nó đầu. Chị đấy 3 cái vừa đấy không? Nó không ngừng. Cái này về cái này khách tiếp. Lúc anh Hồng anh quay cho anh không đưa được vào cái kính anh. Em thấy cứ gạt gạt tay mà không hiểu. Chị thấy không? 3 cái nó chạy hết công suất chưa? Merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Hành trình của gia đình Mai đã xong nhá. Về tới super bien, merci. Đó. Anh ấy hỏi là có tuyệt vời không? Merci, bonjour les. Au revoir. Bây giờ muốn thủy phi cơ nữa không? Thôi bây giờ này, anh Hồng cho em chị biết được cảm nhận về anh đón tuổi 62 như thế nào? Vâng, rất là tuyệt vời. Như lúc anh đang 26. Khi đến đây lại được có những người bạn như Mai Lê và Si đã dành những giây phút trân trọng nhất cho tuổi 62 của anh Hồng. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Thôi bây giờ như này, quyết định như này nhá. Tuổi mỗi 26. Anh xin vợ 100. Dạ. Vào casino kiếm tiền. Để chưa lại đi. Tiêu là phải biết kiếm. Monaco kiếm tiền dễ lắm anh, cứ vào casino là anh kiếm được tiền. Đấy cho nên là cơ hội cho anh để kiếm tiền Monaco đấy. Là bây giờ xin tiền vợ cho anh vào chơi đỏ đen. tìm vận may đấy. Tìm vận may trên đất Monaco.